Hello cả nhà. Cũng sau một thời gian bận rộn thì hôm nay thì mới quay về nhà mình. Ôi trời ơi, cỏ cây nó mọc tùm, nhất là cái mùng tơi này thì mình nấu canh rồi ăn cũng rất là ngon. Bữa nay nó mọc tùm hết trơn, mấy cái lá nó cũng to. Để trước cách đây chừng nửa tháng bị về á thì là nó chưa có nhiều như thế này. Hôm nay nó quá nó quá chừng nó leo sùm hết trơn. Nói chung là bây giờ là bị phải hái một rổ mùng tơi này, một tí xíu xuống là sẽ nấu canh mùng tơi với lại tôm khô ăn. Cũng lâu lắm rồi Vĩ mới quay trở lại đó. Rồi bây giờ là Vĩ sẽ hái mùng tơi. Mọi người thấy không, cái lá mùng tơi nó rất là to luôn. Cái này là một rổ luôn. Tự nhiên hái mùng tơi cái nhớ lại cái bài là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh dần, đúng không ạ? À? Cái bài đó cũng rất là dễ thương, rất là hay. Chắc là mai mốt Vĩ sẽ làm cái bài đó hát, tại vì hái mùng tơi tự nhiên liên tưởng tới bài hát đó. Quá chừng rồi, thấy không, lá nó to to không mọi người, tại vì bây giờ trời cũng mưa rồi đó. Mưa xuống thì bắt đầu là cây lá nó xum xuê, nó có đủ nước á. Cách đây nửa tháng là Vĩ lên nó không có nhiều như thế này, bây giờ hôm nay rảnh lên nó mọc quá chừng tùm hết trơn mọi người ơi. Mùng tơi lá to to nha các bạn, mừng mỡn quá luôn. chừng mùng tơi đó. Đây là hái được một rổ nè, ai có gần ở đây thì qua đây ăn cơm ha, ăn cơm coi như là canh mùng tơi với lại tôm khô rồi cá kèo cá lóc đồ anh coi độ ăn cũng được anh dữ hái nhiều à. nhiều đi anh, gỗ mà canh mồng tơi tôm khô, còn em gỗ có mồng tơi xào tỏi. Đúng rồi đó. Ai muốn ăn mồng tơi ghé nhà luôn chứ Vĩ nha, hái ăn cho nó đã đời. Ôi, Quá chừng là mọi người ơi, lá dưới đây lá to to không nè, đây ôi ngon không nè, mọi người nhìn nè đó, thấy chưa? hái nào đầy Nói chung đủ là hái chừng nào đầy rổ thì thôi nha, tại vì thật ra thì cũng lu bu đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Rồi bây giờ thì bắt đầu là rảnh này về bắt đầu là mùng tơi nó mọc, tại vì hôm nay có mấy cái đám mưa á, thật ra mưa xong rồi. ban đầu anh Vĩ cũng cũng trồng mồng tơi theo luống nữa kia đó các bạn, trồng rất là đẹp luôn nha nè, nhưng mà xong bỏ nó cái thành nó vậy luôn, một đống vậy luôn, hết theo luống theo gì luôn rồi đó. Mình về trồng cây mà mình bỏ nó ha, mình phó nó thì bắt đầu là nắng rồi là nó héo hết, nhưng mà cũng may là thời gian gần đây bắt đầu là mưa đổ xuống rồi, bắt đầu là mùng tơi nó mọc tùm hết trơn. Nhưng mà đây là đảm bảo là mồng tơi sạch nha, không có phân bón, không có thuốc trừ sâu. Đúng rồi, tại vì mình trồng mình đâu có bỏ thuốc than gì đâu mà sợ. Nói chung là mồng tơi này ăn thì nó mát, mồng tơi rau dền rồi các thứ, cái này ở miền Tây mình rất là nhiều đúng không mọi người? Đó. Cái đây chứ hái bây giờ chứ xong rồi khoảng chừng tuần lễ nữa thôi thì nó mọc tiếp tục lên nữa, mình lên mình hái tiếp một rổ nữa. Đây cái lá nó rất là ngon mọi người thấy không? Hồi nhỏ đó ở dưới quê đó là Vị hay lấy cái trái mùng tơi á mọi người, xong cái mình làm cái kiểu làm bực rồi đó nè, ở đây nó có hình ảnh nhưng mà cái trái nó còn nhỏ xíu mà, rồi sau này nó mới to lên rồi xong rồi bắt đầu nó mới tím. Rồi nói cái mùng tơi thì nhớ lại là mực tím mùng tơi mới ghê chứ. Mùng tơi này có chỗ người ta luộc nữa, người ta luộc xong người ta lấy người ta chấm nói lên. Chung là người ta thích luộc thì luộc, còn người ta thích nấu canh, nhưng mà thường thường thì người ta nấu canh mùng tơi, người ta nấu canh với lại tôm khô rồi là em hoặc thêm là thích mấy mùng tơi xào tỏi, cái đó là dành cho mấy người ăn chay rồi các thứ thì họ sẽ xào tỏi. Nhưng mà mùng tơi này á, tại vì bị trồng ở đây nè, hồi đó trồng theo luống á, mà đi riết bỏ giờ thấy nó có cây chết có cây còn sống, nó bò tầm lum hết trơn. Thì bên cạnh những cái vàng mồng tơi xanh mơn mởn như thế này thì cũng có một cái vàng cỏ xanh mơn mởn như thế này luôn nha các bạn. Cỏ đó là tại vì đi cứ như là bỏ miết, cỏ đó là cỏ đuôi heo hay gì nè đó. Quá chừng ở dưới này cũng có ở đây anh Vĩ cũng trồng mồng tơi đó, mà nó không lên mồng tơi mà lên cỏ kiểu này đó, cỏ nó phát triển hơn. Ủa hồi trước không có trồng ở đây mà tự nhiên cái mồng tơi giờ nó ở đây nó cũng có luôn mọi người. À cái cây này, à tại thì cái chậu hồi đó mình bưng ra đây nè,
giờ nó mọc quá trời, nó leo tủa hết trơn. Cái này là mình thấy là mình vừa nấu canh rồi vừa mình luộc. Đủ nồi canh chưa? Dư sức qua cầu rồi. Đủ thì qua bên đây hái. Phải hái có một loại cây nữa. Coi nè mọi người ơi, lan á, hôm trước á nó đẹp lắm, nó nở lắm mà đi giờ coi nè, đi lâu ngày kéo bắt đầu là nó héo queo hết trơn. Bây giờ phải lại nó bị nấm rồi các thứ á. Giờ mình phải tưới tiêu đồ lại, hiểu không? Chăm sóc này nó có mấy cái lá nó bị hư nữa nè. Đó, lan hồi hồi Tết đó là nó mọc á. Sao có clip này nó nở, nó nở từ ở trên mà nó đổ xuống luôn á, đẹp lắm luôn. Mà sau một thời gian quay về giờ nó te tua hết trơn. Nhưng mà không sao, mấy bữa nay cũng có trời nắng á, khỏi xin lỗi, trời mưa. Trời mưa đổ xuống. Trời mưa nó mới bị nấm đó, đừng có vũ nó, chút xíu. Quá trời mưa đất cả mọi người ơi. Rồi hái tạm thời là cũng còn một tơi ở đây nhưng mà lũ mèo qua đây hái một loại. Nhiều quá ăn cũng không có hết. Bây giờ lũ mèo qua đây. Bên đây là cái này hồi trước ở đây là nguyên một cái ớt nó mọc dữ dội lắm nha, mà bây giờ đi lâu ngày cái nó hôm về cái nó bị chết á. Mấy cái ớt nhỏ hết trơn rồi tự nhiên mấy cái cây thù lù gì nó mọc lên nè. Mà cái cây này là ở dưới quê đó mọi người. Nói chung là ăn để bị hái một trái cho coi. Để anh đưa gỗ mồng tơi đây. Nó ngọt rất, nó rất là ngọt. Mọi người biết cái cây này là cây gì không? Thù lù. Thật em đang hỏi mà nói rồi. Nè, trái nó nè. Trái này chưa chín, trái này đã chín rồi nè. Ừ. Nè. Đó, đó trái thù lù. Mình lột nó ra là nó như vậy nè mọi người. Đó. Nó như là cái gì ta gọi là cái hột chai gì đó, thấy không? Ăn cái gì nó sao? Nói chung là nó ngọt, nó thơm thơm mà nó giống như cà chua vậy. Vậy thôi. Ừ đúng rồi đó. Y chang như cà chua vậy. Ừ, ăn thử trái coi. Rất là ngon. Mà không biết ở đâu tự nhiên mọc nhóc hết trơn luôn. Nó mọc. Ồ cái cây nó cũng to lắm nè mọi người. Nè. Cái gốc của nó dưới nó giờ nó cũng to lắm rồi. Nè. Trái nó vậy nè nha. Giờ ăn thử nha. Nói chung là nó ngọt á. Nó ngọt. Nó ngon hơn cà chua. Nó thơm, nó ngon hơn cà chua. Nó thơm hơn. Rõ ràng là như vậy. Đó. Quá chừng đi nè, quá chừng trái chín luôn nè. Còn ở đây nè, mọi người nhìn thấy nè, ngộ ghê không? Hồi đó cái này là bị trồng mà mấy cái này là mình trồng cải rồi các thứ đó. Rồi cái lâu ngày cái tự nhiên cái cải cái nó bị nắng nó chết queo hết trơn rồi đó. Xong rồi giờ nó mọc lên mấy cái cỏ nè. Cỏ này là ở dưới hồi nhỏ nhất, còn nhỏ nhỏ hay xé cái này ra nè. Xé ra cái giấy luôn thầy. Nó mọc quá chừng quá đất, thấy không? Đó. Rồi bây giờ cái này lát xíu nữa là mình cắt, mình bỏ nó hết để cái mùa mưa này bắt đầu là mình xong mình rồi thì đó, mình sẽ dọn nó hang. Giờ túm lại, ai muốn ăn mồng tơi, ai muốn ăn thù lù, lộn mèo lên nhà anh Vĩ nha. Ăn thù lù, cái từ thù lù nghe mắc cười, ăn thù lù chứ nó ốm chứ không phải nó mập thù lù. Thiệt chứ bộ, tự nhiên cái trái nghe thù lù nghe thấy sợ á, nhưng mà trái này ăn chắc giảm cân dữ à. Chua chua ngọt ngọt vậy đó, cái kiểu giống như mấy trái cà bi vậy đó, mà nó nhỏ xíu à. Rồi, được rồi. Chào mọi người. Ok, thôi bây giờ là đi bắt đầu đi xuống. Đi xuống để mà nấu một nồi canh cho ngon lành cành đào đấy đây. Nấu nồi canh xong rồi có còn mớ thì mình luộc ha. Cái mình kho cái cá kèo ở dưới đó rồi mọi người nào có ở gần ở đây thì tạt qua thì ăn chứ biết nói gì nữa giờ. Ok, thôi chúc mọi người sức khỏe nha. Xin chào. Nhớ là trồng mồng tơi, trồng rau đổ nhà ăn cho vui mọi người ơi. Rồi, xin không có bỏ thuốc thì ăn nó tốt lắm. Ok, thôi chào mọi người nha, không biết nói gì hết. Bye, thì gặp sau.